chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, chiều hôm nay thì ở cái đoạn đường 853 đó các bạn, mưa rất là lớn luôn. Mình cũng phải đục mưa ở tại ở phía bên đường như thế này nè, ngay cái cầu rạch Năm Cừ. Lâu lâu có một vài bạn học sinh chạy qua, lâu lâu có một vài chiếc xe chạy qua, người nào cũng mắc mưa hết đó các bạn. Mưa buồn quá, mưa lớn quá, đám mưa. Mưa này không phải là đám mưa đầu mùa, cũng vài đám rồi, nhưng mà hôm nay thì mưa cũng tương đối lớn. Buồn quá, ở trong này thôi mình quay để cho các bạn thấy, không biết được cái tình hình nó đâu. Mưa ha, nó một cái chiếc xe chạy qua, trời thì âm u, nó buồn thiểu, buồn thiêu đấy. Nhưng mà người dân, người nông thôn, người làm vườn thì người ta rất là mừng vì có một lượng nước tưới cho cây, khỏi phải tưới, vậy là cũng vui lắm rồi. Mẹ mình cây măng cụt ở nhà đó là mẹ rất là vui vì mưa xuống như thế này, đây là những cái cây mà chưa ra hoa, chưa ra bông đó thì sẽ ra bông rất là nhiều. Lâu lâu có vài chiếc xe chạy qua, người thì mặc áo mưa chạy qua đó, các bạn thấy không? Một buổi chiều, chiều cuối tuần đó, có một cái chiếc xe quẹo qua công viên. Ở trên cái đoạn này nè các bạn, có những cái cây hoa bằng lăng tím rất là đẹp, mà bây giờ thì mình không có quay. Các bạn thấy ở trên bầu trời đó có nhiều chú chim bay lắm. Mưa gì đây mà trời thì cứ mưa mà chú chim thì cứ bay, ngộ quá. Cái này cũng giống như én vậy đó, én lượng. Mà cái này hết mùa xuân rồi mà sao có chim bay gì đó. Đó các bạn thấy không? Ồ, mưa gì đây không thấy được. Có cái gì có chim bay không? Cũng tương đối sắp tạnh rồi. Để cái clip này cho được bao phút đi rồi mình tắt, mình cũng đi về. Đi xe quẹo mà trời vẫn còn âm u. Người dân bắt đầu rời khỏi những nơi trú mưa để tiếp tục hành trình. Chỗ đục mưa của mình đây, phải ở đây gần mấy cái cây bằng lăng tím, mình quay cho các bạn xem đẹp lắm. Tím bằng lăng, anh yêu màu tím bằng lăng, tím tình yêu, tím đời, tím trời. Cái bài tím bằng lăng, ca sĩ Hồ Quang Lộc có hát bài đó hay lắm. Thôi chào tất cả các bạn, buổi chiều.